Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với cả video của bộ 3 triệu sập ngày hôm nay nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Mr. Vịt đã kêu gọi mọi người có mặt ở đây để chúng ta cùng tiếp tục quay video về bộ 3 triệu sập. Bạn nào là fan của bộ 3 triệu sập thì nhớ để lại cho VN một like này, đăng subscribe channel của mình này, Phong Thuận TV và Mèo Simi để có thể đón nhận những cái video mới nhất của bộ 3 triệu sập này. Và bên cạnh đấy nữa là có thể đón nhận được thông tin về buổi fan meeting của Hero Team để có thể có mặt đúng giờ để gặp gỡ Hero Team ngoài đời thật tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 7 lúc 1 giờ chiều nha các bạn ơi. Ok, còn hôm nay thì bộ ba có mặt trong ngày hôm nay, các bạn nhìn này. Simi thì anh hôm nay có đẹp trai không? Đẹp trai không? Hôm qua hôm nay anh hóa thân thành một nhân vật anime đúng không? Đúng không, biết đến nhân vật nào? Trời ơi, nhìn cái mũ rơm ở trên đầu là em biết ngay là Son Goku rồi. Gì? Trời ơi, đầu lao quá. Cái bộ làm sao mà gọi là gì đấy được, đây là Naruto. Đấy. Trời ơi, cái nhà này tôi chỉ giỡn xíu mà làm thấy ghê. Đây là Doraemon. Tên sao mày có mặt trước hai đứa bay không? Chứ không phải là fan anime thì cũng phải biết chứ. Đây chính là Luffy. Biết Luffy là anh chưa? Luffy. Đúng rồi, biết là ai không? Em ra ngoài chợ em chỉ nghe có cá rô phi rồi em đem về em ăn thôi chứ em đâu có biết cá phi lại. Em chưa coi bây giờ. Ấy, những người cần tiêu diệt và không để cho nó đẻ trứng. Là một trong những cái người gọi là nổi tiếng nhất trong thời gian anime luôn á, là đội trưởng của oan gọi là team hải băng hải tặc mũ rơm. Đúng rồi, biết rồi. Bạn nào là fan của Mr. Vịt và fan của Hero Team mà chưa xem cái video Vịt chế tạo mũ rơm cho Luffy á thì các bạn nhớ tìm lại video trên channel của mình để xem nha. Hôm nay thì mình đã có một cái ý tưởng cực kỳ hay bởi do một bạn fan của Hero Team ngày hôm qua đã để lại comment xuống dưới nên mình đã đọc comment đó và mình đã cảm thấy rất là hay nên hôm nay mình sẽ quyết định thực hiện theo comment của bạn ấy. Đó chính là hôm nay các bạn fan yêu cầu là bộ 3 triệu sập sẽ làm một cái video đó là thử thách xây đầu linh thú. Nice. Ghê chưa, ghê chưa? Wow, hấp dẫn. Ok các bạn ơi, và không để các bạn chần chừ thêm nữa, và hôm nay bộ 3 triệu sập sẽ thử làm một cái thử thách xây đầu linh thú, và nhiệm vụ của bạn fan chưa của Mr. Vịt là cố gắng là xem hết video này và sau đó để lại điểm chấm để chấm điểm xem ai sẽ là người chiến thắng trong phần thi này nha. Có bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đến khu vực thi đấu ngay thế nào. Nhẹt go. Let's go. Ok các bạn ơi, thì hiện tại bọn mình đã đến với cả khu vực thi đấu rồi. Thì ở đây các bạn nhìn thấy này, là bọn mình đang có chuẩn bị ở đây là ba cái ô rất là bự luôn đó. Và nhiệm vụ của mình và Simi và Phong Cùi TV đó là bọn mình sẽ phải xây một cái đầu của nhân vật. Và Phong cận định xây cái đầu gì? Em hả? Em sẽ xây một cái đầu rất là huyền thoại mà trên mạng rất nhiều người nói. Đầu cá heo. Thôi, em hãy tưởng tượng xem, ví dụ con gấu của em là em có thể xây được cái đầu à? Con nhật quán này có thể xây cái đầu à? Phong định xây cái đầu con cá của gì ta? Thế mà vấn đề bạn. Ông xây cái đuôi, ông gắn lên đầu á, được á, vui á. Nhưng mà diện tích của chúng ta thi đấu chỉ có trong một ô thôi. Và bây giờ đó sẽ là một cái thử thách rất là khó cho Phong Cận để xem Phong Cận vượt qua thử thách này như nào nhé bạn. Có bây giờ chúng ta bắt đầu như nào? 3, 2, 1, nhật go. Nhạc vô. Ok bạn ơi, và bây giờ nha, chúng ta sẽ tạo ra một cái hình đầu gọi là hình con vịt thì đầu nó hình ra hình tròn à. Ok, mình sẽ tạo một cái đầu hình tròn à. Đó, đây. Vì cái con vịt của mình đã phải xây thêm một cái mỏ nữa nên là mình sẽ phải xây một cái cách gọi là không gian nó tiết kiệm một tí. Còn nếu mà mình xây nó bự quá thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ hết chỗ để xây mỏ con vịt luôn nha anh em. Đây, đấy, chọn vị trí như này đi, khoảng như này là hợp lý này. Đó, rồi. Ok, sẽ đặt cái đầu con vịt ở đây nha. Ấy. Ui. Cái đầu không? Cái đầu không? Nhìn mình đá. Nước đi lấy mình đi làm cho mình nghe anh. Thật đấy không? Ok bạn, anh định thoải mái anh. Chúng ta sẽ kệ Phong nha, chúng ta sẽ đi lại nước đi này. Hây lại nào, hây. Chà, rồi ok đấy, được chưa? Đẹp chưa? Alo. Alo. Ok. Mình lại làm cho nó lệch xuống dưới một xíu rồi bạn ơi, không sao. Chúng ta sẽ chữa cháy bằng việc là chúng ta sẽ đổi vị trí của cái đây máy đặt này. Đấy, lùi xuống ô. Đấy. Vừa khít. Ok, đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình vừa khít lỗ. Lỗ mũi. Lỗ gì? Lỗ mũi. Ừ, lỗ mũi nó vậy nghe được chứ lỗ khác là chết à. Ok. Đấy, đặt anh có cái hình gì? Cái hình như kiểu con cá heo bị chặt đầu mà là sao? Nhìn mà có vòng đỏ nhìn gớm này. Ok. Cởi em, anh từ từ anh cứ say của anh đi, anh cứ quan tâm của em làm gì nhờ, anh thích em à. Trời ơi, của anh bự hơn của Phong. Em nhìn cái của Phong như kiểu gọi là cái vòng cho cái con cá heo nó nhảy vô á. Ờ, nhưng mà không, anh cảm thấy em nhìn mà sao, có em thấy cái vết đỏ đỏ không? Giống như kiểu là con cá heo bị chặt đầu. Dạ. Phong xây gì Phong kỳ vậy, Phong kỳ xây gì xây mà, bảo xây okay. Cho video cho bạn coi, Phong lại xây gì mà ủng hộ bạo lực động vật. Cái gì, em chưa xây xong
suy đoán rồi là nhưng mà thuốc gai hại có khi ạ, Phong ạ, thực ra khác anh đôi lúc thực ra tức là xây như này đúng không, sau tí nữa Phong đến giây phút cuối Phong sẽ nói kiểu các bạn nhìn đây huy chạm cái nó biến thành cái khác, ok chưa? Đúng rồi, một tí nữa em xây xong anh là em sẽ gọi là lấy một ngọn lửa thấy không, em đốt lên cái là bùng nó biến thành một cái khác, nghe không? Hấp dẫn nhỉ. Ok rồi bây giờ mình sẽ xây cái mỏ con vịt, mình đang thấy mỏ nó hơi khổng nhập tí, mình phải sửa lại. Đây mình sẽ cho nó xuống dưới một chút. Đây, chưa về làm gì chưa, con vịt kia đấy cụ tè nè, nó đơn giản rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng phần công cụ để chúng ta lấy cái súng sơn đây bạn, lấy súng sơn ra và chúng ta sẽ bắn cái màu sơn cho nó dễ đi, bởi vì mình đã xây bằng khối bê tông rồi, chúng ta có thể trang trí được. Đây mình sẽ xây cái mắt con vịt màu đen như thế này rồi. Xin mời anh xây xong gì rồi, không gì nhanh dữ vậy này, wow. Xây xong rồi. Thế anh thấy bùi bi biu đẳng cấp không? Đó, ok, đó các bạn, mình nói dẫn bạn thôi chứ không nào chúng ta xong nhà thì chúng ta thua chắc mèo Simi rồi. Và bên này là con gấu tuyết đúng không? Có một cái mầm cây nè, hôm bữa là mình cũng trồng cây lên đầu nè, mà người ta không khen mình cute mà người ta bảo mình đầu đất nè. À Simi, tôi thấy từ nãy giờ ông dịch ông tàn cấp cấp mi của Simi vậy. À gì đâu có. Người ta nói đã nói người ta học hỏi. Học hỏi đấy. Các mẹ thì căng bé, người ta mượn tí ý tưởng thôi, người ta học hỏi cái gì mà căng bé đó đi thi, người ta có copy rồi đi. Học hỏi thôi. Ok rồi, đây mình sẽ cắm cái lá cây nha bạn, lá cây của mình sẽ trong cục phúc rồi. Phong em xây gì vậy? Thì em mới nói là em đang xây con cá heo. Siêu xanh nhìn thấy cái hình này giống cái con gì đang há ngoác cái mồm này, cái này em chịch. Đứng cái hướng của em nha, anh sẽ thấy nó phần cái khác. Anh đứng đây nè, sao nhìn giống một bồn cồi. Em cũng đang nói vậy, anh đứng cái hướng em, nó đang cái chuyện gì kiểu khác anh đấy gì lắm anh. Sao Phong phải Phong bảo Phong xây cái hình con cá heo để đỡ đầu chứ cũng em mà Phong bây giờ xong xây một cầu gì vậy Phong? Alo, ok em xây vòng cầu cho anh đổi luôn nha. Đây mình xây xong cái mũ vịt rồi này, mình xem là con vịt của mình thì thực ra là ngoài cái đầu vàng màu vàng mà cái đôi mắt này thì nó đâu có cái vẹo gì đâu ta. À mình sẽ gọi là cuộc thêm cái nơ sâu tóc. À sâu kết thêm nữa. Ta da. Nơ à? À ok, vậy anh sẽ vẽ gọi là tạo thêm một cái đầu đinh cho vịt của anh. Ok. Chọc tóc của nó gì luôn à, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có cái đuôi gì vậy? Đây là cái nơ. Trời ơi, anh kiểu cái đuôi. Trời ơi, cái đuôi gì anh? Cái... Con đứa nào đuôi sâu đúng không anh? Anh kiểu em sẽ cái đuôi. Ok, bây giờ mình sẽ chấm thêm một cái má hồng ở đây. Sao anh nhìn trông nó hư cấu vậy? Anh chấm cho nó nhẹ nhàng xương xương thôi, nét mắt cấp xương xương không? Sao anh chấm vô mà anh nhìn con vịt của anh là giống thằng bơm ấy? Sao cây vậy? Giống con bơm ấy. Người ta chấm dưới mắt anh đâu, người ta chấm dưới mắt á. Đấy, dưới mắt hả? Ờ, dưới mắt cơ. Chờ chấm... Sao mình chấm vô mà giống thằng bơm người ta? Ok rồi. Thực ra cái màn xây này rất là dễ thôi, các bạn có thể bắt chước được nha bạn, các bạn bắt chước thoải mái nhá. Miễn là các bạn thấy nó đẹp là được. Đây, mình xây này, cái đầu con vịt của mình xây quá là đơn giản luôn anh em. Và theo lời của Simi thì chúng mình sẽ phải chấm cái này ở dưới mắt đúng không? Đây, mình sẽ chấm nó xuống đây, sao giống con vịt của... Cái gì vậy? Trời ơi, quá nó giống vịt bạo hành trời. Trời ơi, chào, từ cái màu anh là màu gì vậy? Quá. Màu hương. Màu hương, nhiều hương lắm anh. À đây. Ta là như này nè. Gì? Ôi anh. Thôi. Đi đi. Ta sẽ lên trang trí cho anh kiểu gì trong cái cạnh. Có cái khổng lồ đấy. Ủa sao em? Anh cứ cúi thôi. Cute là đẹp lắm. Nên để như này đi thì trông nó còn cute tí, chứ còn nếu mà chấm theo kiểu của Phong chắc con vịt của mình nó khổng nhập các bạn. Ô, Phong nói chuyện bình bình mà. Ok, mình hoàn thành xong con vịt của mình rồi, bây giờ chờ Phong cận với team Simi. Phong xây gì vậy? Em đang xây con heo, ơ nhầm con cá heo. Con cá heo trông gì vậy? Ồ, sao nhìn đáng lạ ta? Ồ, cố lên. Anh làm sao mà biết được? Em đang cố gắng xây thật là nhanh đây. Cố lên Phong ơi, sắp xong rồi Phong ơi. Rồi, cố lên. Rồi, ê, chỗ này bị méo này Phong, cẩn thận nha. Đấy, rồi đó. Xin mời, anh vừa mới học khóa makeup ở bên Pháp rồi, anh makeup cho con của em đẹp không? Vậy chứ. Gì? Ôi, em nhìn câu này em bỗng nhiên nhớ đến một bài hát. Bài gì? Lai. Bớt đi trời, nhìn thành giống cơ luôn, trời giống cơ Việt Nam hả? Trời đất ơi, tỷ rồi. Anh, cái này đừng phải là mất cấp xương xương đi uống trà sữa nha. Cái gì vậy? Đây là chắc mà phần lên mặt nó giống như kiểu đánh trắng bạch cho tôi thôi. Oh my god. Ok, rồi mình sẽ thử ăn cái đầu của mình ra nha. Đây là
đầu vịt. Đấy, ok. Ta-da. Đấy, xin mời nhìn nào. Ta-da. Woo. Oh, this is my turkey. Oh, this is mine. Ta-da. Ok bạn, rồi chúng ta đã úp cái đầu phong rồi. Thì mọi người sẽ thử úp lên đầu xem nó như thế nào. Cố lên phong ơi. Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình và Xuyên Mình và Phong Cận Bộ Ba Triệu Sập đã hoàn thành sắp tác phẩm của mình rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ show cho bạn coi mũ linh thú của Bộ Ba Triệu Sập sẽ như nào nhá. Ok, bắt đầu. Yo, wait. I got you. Ôi con nhìn cái chiếc đầu của Simi với cả cái thân hình không có tỷ lệ. Sao nó cảm giác Anvel là bố con. Kiểu chỗ ba đứa, hai đứa chùm mặt thì nhìn trông ok. Mỗi mặt Phong nhìn đúng bọ. Hello baby. Em dễ thương thế trong đầu gì nữa anh. Ok, các bạn cùng nhìn xem cái skin tù trưởng của Phong Cận khi mà nó bị úp cái đầu con cá heo đúng không ạ? Đầu vào, mà tính ra con cá heo thì có cái răng nhìn gớm. Ha, vậy anh nhắc em mới để ý á, cái heo răng dữ vậy. Cái heo thì là mày súng răng. Ê tính ra là anh nhìn con cái đầu mũ cá heo ở Phong anh không tưởng tượng ra con cá heo, anh nhìn ra con cá rợn bể ra. Con cái đầu không? Thì là thấy là anh muốn hình cá heo đúng không? Đây anh em làm cá heo cho anh coi. Đó, cá heo. Cá với bị cặc chụp cái cắt nữa đâu. Cắt nữa đâu. Nhìn nó yên một con cá rợn bể luôn các bạn ơi, không sao. Phong Cận này sẽ cố gắng và đẹp lắm rồi, bởi vì phong cách của Phong sẽ khó hơn của Vịt và của Simi nhiều. Còn các bạn thấy của ai đẹp hơn nhớ lại comment xuống dưới cho bọn mình biết nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.